Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị đến với phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên do anh Mai Tuấn trình bày. Việt Nam ngưng cấp visa cho khách du lịch Trung Quốc. Hôm 30 tháng 1 vừa qua, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã chủ tọa cuộc họp thường trực chính phủ về triển khai nhiệm vụ sau Tết và phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới virus corona gây ra. Phát biểu kết luận, Thủ tướng đã nhấn mạnh tình hình bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp tính do dịch virus corona gây ra rất nghiêm trọng, rất nhanh trên phạm vi toàn cầu. Ông đánh giá Việt Nam đã chủ động thông tin sớm và đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, có những biện pháp với quyết tâm cao, giải pháp cụ thể. Nhưng trước tình hình dịch bùng phát diện rộng, đồng thời Việt Nam có đường biên dài nên phải bình tĩnh, kiên quyết để giải quyết và bảo vệ sức khỏe cho người dân. Để tránh nguy cơ lây nhiễm trên diện rộng, ông Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các cấp, các ngành cần có tinh thần sẵn sàng cao, nhất là các địa phương. Thủ tướng cũng đã yêu cầu Ban chỉ đạo và các cấp ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy quyền hạn của Ban chỉ đạo để giải quyết vấn đề đặt ra, thường xuyên báo cáo có giải pháp đồng bộ để ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh này. Và Việt Nam đã xác nhận 3 người Việt đầu tiên dương tính với virus corona. Vào chiều ngày 30 tháng 1 vừa qua, Bộ Y tế Việt Nam xác nhận có 3 người Việt đầu tiên từ Vũ Hán trở về dương tính với virus corona. Trong đó có một người ở Thanh Hóa và 2 người ở Hà Nội. Trang Vietnamnet trích lời Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, tính đến 15 giờ 20 hôm 30 tháng 11 giờ Việt Nam, theo kết quả của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, đã phát hiện 3 người Việt Nam nhiễm virus corona. Báo VN Express cho biết, cả 3 người này đều trở về từ thành phố ổ dịch Vũ Hán ở miền Trung của Trung Quốc trên cùng chuyến bay vào ngày 17 tháng 1, tức trước khi thành phố 11 triệu dân này bị cấm túc để phòng chống dịch. Một trong 3 người Việt này ở Thanh Hóa hiện đang điều trị tại Bệnh viện tỉnh Thanh Hóa. 2 trường hợp còn lại đang điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới huyện Đông Anh, Hà Nội. 3 trường hợp này kết quả xét nghiệm đều dương tính với virus corona. Trang Vietnamnet dẫn lời Thứ trưởng Tuyên cho biết. Một nữ sinh viên gốc Việt đã mất tích hơn một tuần. Theo thông báo của trường đại học St. Thomas của Angela Nguyễn đã được thấy lần cuối sau khi rời tòa nhà cư xá hôm 22 tháng 1 năm 2020. Lúc đó có người thấy cô đi về hướng đường Soul Rush. Cảnh sát của trường University of St. Thomas đã được thông báo về sự mất tích của cô Angela và họ đã làm việc với sở cảnh sát thành phố Houston để tìm cô. Trong thông báo gửi đến truyền thông, cảnh sát trưởng của đại học đã nói như sau: với sự giúp đỡ của cộng đồng, chúng tôi đang hy vọng và cầu nguyện cho sự trở về an toàn của Angela. Nữ sinh viên này được mô tả là cao 5 feet, nặng 110 pound. Tuy rằng sự biến mất của Angela là điều bất thường, nhưng đến ngày thứ tư cảnh sát không thấy có dấu vết tội phạm này trong vụ nói trên. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin sau cùng của Việt Nam đã chấm dứt phần tin tức hôm nay của hệ thống truyền hình VBS. Mai Tuấn và Hồng Hà xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và mời Hồng Hà gửi lời chào. Vâng, cảm ơn anh. Kính chúc quý vị một ngày đầu tuần tốt đẹp, mọi công việc hanh thông. Mong quý vị giữ sức khỏe và mong gặp lại quý vị vào ngày mai. Xin kính chào quý vị.